Chào các bạn quay lại với tựa game Super Surfer. Hôm nay thì chúng ta lại tiếp tục khám phá San Francisco này nhé. Hiện tại thì game đang có một cái offer các bạn. Và cái offer này thì mình đã chờ rất là lâu rồi. Thật sự là mình chờ rất lâu luôn các bạn. Trong cái offer này thì chúng ta sẽ có hai cái nhân vật, đó chính là Vinny và Buzz. Và đặc biệt đó chính là cái ván chuột Star Cruiser này các bạn. Cái ván chuột này mình chờ lâu lắm rồi để mình mở khóa nó. Hôm nay thì mới có cơ hội để mở này các bạn. Và hai nhân vật này thì mình đã có rồi các bạn, cho nên mình sẽ vào cái phần bán chuột, mình mua mỗi cái bán đó thôi, mình không cần cái hai nhân vật kia vì mình đã có rồi ha. Còn nhân vật thì hôm nay thì mình sẽ sử dụng cái nhân vật Buzz luôn các bạn. Nhân vật đâu rồi, đây nhân vật này đây các bạn. Nhân vật này hiện tại cũng đang có thêm cái phần bonus đây, và hôm nay thì chúng ta sẽ gặp lại Buzz, và nhân vật này xuất hiện ở các bạn Houston đó. Rồi còn bán chuột thì bây giờ mình sẽ mở cái bán chuột mới đâu, nó đâu rồi, lâu lắm rồi các bạn ơi, mình chờ lâu lắm rồi. Mình chỉ được trải nghiệm nó thông qua những cái bản mod thôi, và bây giờ thì mình đã có thể là mình mở khóa nó trong cái tài khoản chính thức của mình rồi. Và cầu rất là ngon đó các bạn, nó bán bằng coin các bạn ơi, chứ không bán bằng key, chỉ có 60.000 coin thôi. Rồi mở khóa nha các bạn. Vậy là mình đã có thêm một cái ván chuột nữa trong cái bộ sưu tập rồi các bạn. Rồi, hôm nay thì chúng ta sẽ cùng với Buzz khám phá San Francisco cùng cái ván chuột mới nha các bạn. Rồi, xuất phát thôi các bạn ơi. Thank you.
Oh.